Hello các bạn nha. Thì các bạn hồi kêu mình chỉ các bạn cách sầu riêng thì hôm nay mình sẽ chỉ các bạn. Thì các bạn muốn cắt được trái sầu riêng á thì các bạn cái nhất là các bạn phải làm y chang như mình là được. Và chúng ta phải cần có 3 điều. Cái nhất là kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Kiến thức ở đây là sao? Kiến thức đây chúng ta phải hiểu được trái sầu riêng đó là từ khi mà nó sổ nhị á, tới cắt á, là bao nhiêu tháng? 3 tháng đúng không? Đó là mình hiểu là kiến thức của cây sầu riêng. Kinh nghiệm này không? Kinh nghiệm là mình hiểu được cái sầu riêng á. Nó cái mẫu nó sao, nó xương á, là cái mẫu nào nó già trước, cái mẫu tròn nó chậm già hơn. Đó là kiến thức, cái đồng đó là kinh nghiệm. Còn trải nghiệm là sao? Trải nghiệm là chúng ta cắt được nhiều kêu bằng trải nghiệm. Còn mà các bạn cắt ngon á là hàng chủ nó đền. Mình không có đền thôi các bạn. Đó. Bạn phải lựa cái hàng nào mà đất nó nhiều á. Mình cắt ví dụ có non là có đất nó bán nó đền giống vậy. Nhớ nha anh em. Giờ tôi gọc cái viên cho anh em coi cơm nó vàng không. Cái này là cơm phải vàng chứ không vàng không được. Thấy chưa? Đỏ tươi. Chán rồi. Ừ. Ngon. Đẹp. Ok. Bye.